Nên mình sẽ cùng các bạn móc một chiếc túi chuỗi Doraemon như thế này. Màu vàng, màu xanh. Mình có bán sản phẩm trên Shopee. Các bạn nếu không thích móc thì chúng ta có thể tự vào Shopee chúng ta đặt mua. Đây là kênh Shopee của mình. Mạng yếu hơn. Liên Liên Shop 518, các bạn vào tìm Liên Liên Shop 518. Đây. Dolly. Các bạn có thể vào đây chúng ta ấn mua hàng. Mạng yếu lắm đây. Yếu lắm mình không ấy đấy mua hàng đấy. Ta thêm vào giỏ hàng. Các bạn cần màu gì chúng ta thêm vào giỏ hàng vào đấy. Không thì chúng ta chọn vào inbox shop để chọn màu. Để sẽ đi gọn cái này ra. Mình dùng Lemmy Cotton. Các bạn có thể dùng Lemmy 50 hoặc Lemmy 125. Ba màu và một ít màu đen để chúng ta khâu phần trang trí phần râu này. Một hạt hai chiếc mắt 4 mm. Đây mình có bán mắt nữa đấy. Đây mình có bán mắt thú mũi thú này. Cái móc mình dùng cái móc 2.5 mm. Đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật, sau đó mình móc vào đây 3 mũi xích, 1 2 3, sau đó mình móc vào vòng tròn này 15 mũi móc kép, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Sau đó ta xích chặt sợi. Bạn chốt sợi và chân xích thứ ba của hàng thứ nhất. Và chân xích thứ ba. Ta kéo sợi qua. Sau đó mình lên 3 xích 1 2 3. Móc luôn vào chân móc này thêm một mũi móc kép. Chân tiếp theo ta móc 2 mũi móc kép trung chân. Cứ thế ta móc mỗi chân móc chúng ta sẽ móc 2 mũi kép vào cùng một chân. Tổng cộng hàng này chúng ta có 30 mũi móc kép.
Sau khi xong mỗi cái cùng này ta chốt sợi, chúng ta có thể cắt sợi màu trắng này ra, mình xong không dùng màu trắng nữa thì mình cắt ra, sau đó mình luồn kim vào chân xích thứ ba của mũi thứ nhất, ta kéo sợi qua, sau đó kéo rồi vào mũi cuối cùng này, giữa mũi cuối cùng này ta kéo lót sợi qua, ta tạo một mũi như thế này. Các bạn thể giấu sợi vào đâu. Giờ mình sẽ móc màu vàng. Mình móc con Pikachu Doraemon này màu vàng. Ta cắm sợi vào đây, đặt rút sợi qua lên 3 xích, sau đó móc luôn vào chân móc này một mũi kép. Chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép, chân tiếp hai mũi kép trung chân, 1 2 một kép, 2 kép trên chân, 1 kép, 2 kép trên chân, cứ thế chúng ta móc cho đến hết hàng. Chân cuối cùng ta móc một mũi kép. Rồi mình chốt sợi. Vậy là mình đã xong. Một mặt chúng ta móc hai mảnh như thế này. Sau khi móc xong hai mảnh, chúng ta sẽ gộp hai mảnh lại với nhau. Ta cắm sợi. Cắm vào chân tiếp theo. Ở bên này chúng ta sẽ cắm vào đây. Kéo sợi qua. Cái sợi này ta giấu xuống dưới chân tiếp theo, ta móc mũi trượt để cho sợi lên, lại móc mũi trượt, ta kéo sợi xuống, giấu sợi này vào trong. Ta cứ thế trượt.
Sau khi còn phần miệng như thế này, ta sẽ dừng lại. Các bạn đếm qua 2, 4, 6, 8, 9 mũi. Và 9 mũi thì ta sẽ dừng lại. Để trượt 1, 2, 3, 4, 5. Đến mũi thứ 5 này là đến phần giữa rồi. Ta sẽ lên 130 xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sau đó mình sẽ cắt sợi. Mình sẽ chốt sợi vào giữa của hai bên này, phần giữa. Chúng ta kéo sợi qua. Bạn dùng kim ta khâu sợi này vào rất chặt. Ta giấu sợi vào trong. Và mình sẽ móc phần mắt và phần miệng, à phần mũi. Mắt mình móc vào màu trắng. Ta tạo vòng tròn ma thuật luôn, chúng ta móc bằng cái hình ở trong này. 2, 3. Móc vào đây 15 mũi kép. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nó bị rút chặt sợi, chốt sợi. Là mình sẽ buộc hai dạ đầu này lại với nhau cho nó chặt. Mình sẽ móc hai chiếc. Ta dùng màu đỏ ta móc mũi. Lên một xích ta móc vào đây 9 mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 ta rút chặt. Thế là mình đã xong. Sẽ buộc chặt hai đầu lại cho nó chặt. Sau đó mình dùng mắt kêu. Mình sẽ gắn phần mắt vào đây, nó sẽ gắn vào giữa cái này, nó phải vào giữa hai mắt. Nó sẽ gắn đến phần mũi. Phần mắt. Sau khi xong phần mắt và phần mũi, phần xong hoàn thiện, chúng ta sẽ khâu
ta dùng sợi chỉ sợi len, chúng ta sẽ lấy ra 2 sợi, đó mình sẽ khâu. Mình kéo phẳng từ đoạn này xuống phẳng đây. Là mình đã hoàn thành xong một chiếc túi tỏi hình Doraemon như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và gặp lại mọi người video sau. Nếu thấy video của mình hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ mình nhé. Tạm biệt mọi người.